Xin chào mọi người. Hôm nay hãy cùng Lê Cường GSC tìm hiểu một chút về chủ đề gạch lỗ. Khi nào chúng ta có thể sử dụng gạch lỗ trong xây dựng? Gạch lỗ thường được sử dụng ở những vị trí không đòi hỏi khả năng chịu lực cao và yêu cầu tính cách âm, cách nhiệt tốt. Một số vị trí phổ biến có thể dùng gạch lỗ bao gồm: thứ nhất là tường ngăn nội thất. Gạch lỗ lý tưởng cho các bức tường ngăn phòng trong nhà vì không cần phải chịu tải trọng lớn, đồng thời giúp giảm chi phí xây dựng và trọng lượng công trình. Thứ hai là tường bao không chịu lực. Các bức tường bao bên ngoài không yêu cầu chịu lực cũng có thể sử dụng gạch lỗ để cách nhiệt và giảm tải tổng thể. Thứ ba là tường ở tầng cao. Ở các công trình cao tầng, gạch lỗ giúp giảm trọng lượng của công trình, giảm áp lực lên móng và khung chịu lực. Thứ tư là các khu vực không chịu tải trực tiếp. Các vị trí như lan can, vách ngăn nhẹ hoặc các bức tường trang trí cũng có thể sử dụng gạch lỗ. Với những đặc điểm này, gạch lỗ là lựa chọn phù hợp với các vị trí không chịu tải trọng công trình nhưng cần độ nhẹ và khả năng cách nhiệt, cách âm. Nếu anh chị có nhu cầu tư vấn xây nhà trọn gói, vui lòng liên hệ em Cường với công nghệ Gubim đến từ châu Âu, hotline 0979 796 219. Lê Cường GSC, tư vấn tận tâm, chất lượng xứng tầm.